Mình like chưa cả? Hả? Bật mic chưa? Đừng nói anh đã bảo rồi. Và trong hiệp 1 thì cao thủ bên phía Thọ Lộc sẽ là người được giao bóng trước. Và tiếng còi của trọng tài chính đã vang lên để bắt đầu trận thi đấu khai mạc bảng A giữa cao thủ FC Xuân Minh và FC Thọ Lộc. Goal! Đức Anh mở sang bên phải dứt điểm ngay. Cơ hội Đình Linh vẫn là những cú sút từ xa. Đức Anh rất nguy hiểm và thắng mở tỷ số dành cho đội FC Thọ Lộc. Một tình huống treo bóng khó chịu, thủ môn đã bị che mắt. Chúng ta cũng xem lại bàn thắng vừa rồi, tưởng chừng như đó là một tình huống treo bóng, bóng bất ngờ lọt qua tầm tay của thủ môn Quốc Hậu. Cơ hội. Và liệu sau giờ nghỉ giải lao chúng ta cùng xem các cầu thủ FC Xuân Minh có đưa ra được một màn khác hay không. Đã có sự thay đổi người đến từ một ngay lập tức sự thay đổi người của FC Xuân Minh mang lại hiệu quả. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng vừa rồi. Xuất phát từ tình huống đá biên bên cánh phải, tình huống chạm gót đầy đột biến đến từ số 68 Văn Đồng, cầu thủ mới được đưa vào sân bên phía FC Xuân Minh. Cú sút thẳng đến từ Minh Sự. Văn Đồng đã bị theo sát bởi hai cầu thủ bên phía FC Thọ Lộc. Giải pháp được đưa ra từ số 68 là hoàn toàn hợp lý. Bắt thắng. Tình huống xoay sở không thành công vì Quốc Quân là một cầu thủ không giỏi. Đã bắn cái đi. Quá đáng tiếc dành cho FC Xuân Minh. Chúng ta cùng xem lại nỗ lực đến từ Quốc Quân. Khoảng trống đã mở ra ở phía cột 2 cho số 99 đội trưởng Văn Huân. Đức Anh cũng có một tình huống đánh gót rất điệu nghệ. Văn Thắng đáy biên. Cơ hội. Bóng đã được phá ra đến từ Tất Khánh. Nhịp đưa vào rất khó chịu. Đội trưởng Tất Khánh vẫn đang chơi hết sức lan xả để ngăn cản những chân sút bên phía FC Xuân Minh. Cú dứt điểm là của số 10 Minh Sự. Vẫn chưa có một vị trí thật sự khả quan. Trọng Chiến. Tình huống ra chân Văn Đồng. Cú sút. Cơ hội vẫn còn. Nhưng không có nhịp chạm tiếp theo đến từ cao thủ bên phía FC Xuân Minh. Văn Đồng. Tiếng móc bóng của Văn Hảo. Và tiếng còi của trọng tài chính đã vang lên. Khép lại một giờ thi đấu trong trận thi đấu khai mạc giữa FC Xuân Minh và FC Thọ Lộc. Kết quả chung cuộc
là một đều. Người lập công mở tỷ số cho FC Thọ Lộc đó là Đức Anh. Và người đã san hòa tỷ số rất nhanh trong hiệp thiếu thứ hai đó là Văn Đồng. Và những tình huống tấn công nguy hiểm trong hiệp thiếu thứ hai, cả hai đội bóng cũng đã có được điểm số đầu tiên trong ngày thi đấu ra quân. Và đến đây thì buổi tường thuật trực tiếp giải bóng đá Thọ Xuân League Season 2, trận khai mạc bảng A giữa Xuân Minh và Thọ Lộc của chúng tôi xin chính thức khép lại.